còn clip mà để đăng tải cho anh em thì còn rất là nhiều. Hello, xin chào cả nhà, xin chào tất cả những các anh em đồng ngư trên kênh Đam Mê Và Đời Thường. Thì thực sự là mình bây giờ đang vấn đề cá mú thì sẽ tạm gác lại một khoảng một vài hôm. Nói chung là về cái vấn đề mà chia sẻ về cá thì mình vẫn tiếp tục để cho anh em chia sẻ lẫn nhau về cá. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình cho các bạn xem một cái cảnh thực tế, tức là cái cảnh đời thường trong một cái công tác mà xây dựng các bạn. Đây là ngành xây dựng. Thì mình làm bên ngành xây dựng ấy, nên là mình thấy cái này cũng rất là hiếm có, nên là mình quay lại để chia sẻ cho tất cả anh em tham khảo chơi cho nó vui. Thì các bạn biết sao, đây toàn bộ công trình đây là bây giờ đang tháo dỡ. Phía trong này thì mình tháo rồi, nhưng mà bây giờ các bạn nhìn xem, đây là một cái nhà văn phòng, nó tầm khoảng 2 tầng và một tum. Thì các bạn thấy không, hoang sơ và đổ nát cực kỳ là khủng khiếp luôn đấy. Các bạn nhìn thấy không, cái máy đào ấy, nó cái máy mà đập phá ấy, đập phá, gọi là đập phá bê tông ấy đấy, các bạn thấy không, nó đập toét toét luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một vòng xung quanh nó như thế nào nhá. Thật là sự khủng khiếp luôn. Cái đập phá như thế này ấy, các bạn nhìn như này thôi, nhưng mà thực sự nó là một cái rất là cái biện pháp để mà làm việc các công việc này ấy, rất là quan trọng. Nếu như mà thực sự chúng ta mà biện pháp không hợp lý ấy, thì nó sẽ gây một cái sự mất an toàn và cực kỳ nguy hiểm đấy các bạn. Đây mình cho các bạn xem. Thực ra thì mình làm trong ngành này nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em xem qua thì cũng để biết được là một số cái nguyên tắc nó như thế nào để cho nó phù hợp trong cuộc sống. Và đôi lúc mà sau này ví dụ nhà của anh em mà có đập phá tháo dỡ thì anh em cũng chú ý một cái điều như thế này. Thì thưa các bạn, đây là cái bên tay trái của mình, đây là một cái hệ thống dây điện. Thì cái nhà này ngày xưa nó cao lên như thế này đó, nó cao ra đến kia đằng kia ấy. Thì để mà tháo cái này thì các bạn phải có một cái biện pháp cho nó thật là chính xác và cụ thể. Thì đối với cái nhà này thì mình đưa ra một cái biện pháp để cho nhà thầu nó áp dụng ấy. Thì mình nói sơ qua như này, cái nhà này nó rất là cao đến tầm kia đấy. Thì để mà phá cho nó ổn định ấy, thì các bạn phá từ hai đầu trở lại, đầu bên này trở lại và đầu bên kia tháo vào. Thì ví dụ như là bây giờ các bạn thấy không, người ta đã tháo từ đầu này, tháo về đến đây, và mình không tiếp tục, mình cho người ta tháo tiếp từ đây nữa, mình yêu cầu người ta dừng tại đây đấy. Và những cái này thì người ta sẽ đục phá ra để người ta hạ dần xuống. Còn cái chỗ kia toàn bộ cái cấu nó vẫn đứng, nên là tuyệt đối là không được đập tiếp. Mà bây giờ muốn đập tiếp ấy, là nhà thầu phải đi từ bên kia và đập từ trên cao đập xuống, đập bỏ khúc này đấy, xong nó vát theo kiểu như này đấy, các bạn này đấy, nó vát kiểu như thế, xong mới dồn vào. Chứ còn nếu như mà các bạn mà tiếp tục cho nhà thầu mà người ta đập phá từ đây trở lại ấy, thì đến chỗ cái khúc này này, người ta chỉ cần đập đến đoạn này thôi, thì cái chỗ này nó rất là yếu, nó có thể nó đổ ập sang bên kia. Và nó đổ ập sang bên kia thì nó sang nhà bên kia rất là nguy hiểm. Thì nên chính vì vậy là các bạn hãy cho công nhân hoặc là anh em nhà thầu đập từ bên này, đập vào giữa, gần vào đến giữa đấy, và bên kia đập vào. Thì lúc đó ấy là cái phần cao, công trình cao nhất và cuối cùng của mình nó sẽ nằm ở giữa này, thì nó đổ xung quanh thì không ảnh hưởng gì. Nhưng mà đừng nó dồn về một đầu nghe các bạn, đừng để cho người ta đập phá dồn về một đầu đấy, mà đập từ hai đầu đập vào đó. Thì đấy là cái biện pháp mà mình cho nhà thầu ứng dụng trong cái công trình này và cái công việc của nhà thầu ngày hôm nay. Và các bạn có chú ý là một điều là không phải là công trình nào cũng giống nhau. Đối với công trình này thì áp dụng phương án đó, nhưng mà đối với công trình khác, với một cái vị trí khác, với một cái sự tiếp cận giữa các công trình lân cận khác nhau, thì chúng ta sẽ có một biện pháp khác nhau đấy. Thì trong việc mà xây dựng ấy, thì nói chung là nhìn nó giống nhau thôi, nhưng mà không phải đâu các bạn. Nó có rất là nhiều tùy thuộc vào cái đặc thù thực tế mà đưa ra một cái phương án chính xác, chứ không phải là giống nhau. Mình nói như thế này là các bạn mai mốt các bạn ứng dụng vào một cái công trình khác thì không đúng đâu nha các bạn, bởi vì mỗi đặc điểm nó khác nhau. Ví dụ còn đối với công trình này thì mình quan sát xung quanh, mình thấy đấy là hai cái đầu rất nguy hiểm, nên mình sẽ cho đặt từ hai đầu vào đấy. Còn đối với công trình khác là các bạn phải áp dụng theo một cái kiểu khác, chứ không thể áp dụng theo kiểu này được. Kiểu này là chỉ phù hợp với dạng như ngày hôm nay thôi đấy. Còn đây xin giới thiệu các bạn, đây là anh đội trưởng, anh tháo dỡ công trình này đấy. Thì các bạn thấy không, cả cái một nhà xưởng của mình ở đây ấy, là nó rất là dài, thì toàn bộ ngày xưa kết cấu thép ở đấy thì anh em tháo hết rồi.
Thì còn lại mỗi cái nhà văn phòng này đấy là không phải là kết cấu thép mà nó là kết cấu bê tông cốt thép. Đấy, thì bây giờ anh em sẽ tháo hết cái phần này rồi. Bây giờ mình đi một vòng cho các bạn xem cái. À đây, mình đi ra phía này để cho các bạn xem là cái mà mình nói nó nguy hiểm ở chỗ nào. Nó là nguy hiểm ở cái chỗ cái phía đầu kia kìa. Nên là tại sao mình không cho anh em đập phá từ đây đập lại trở lại kia tiếp tục. Đấy, các bạn thấy không, xe đi kìa. Đấy, bên kia là có người đi nha các bạn. Có người, phương tiện và người đi lại nên là cực kỳ nguy hiểm. Mùa này mùa Covid nên tất cả anh em phải đeo khẩu trang. Thì khi mà đeo khẩu trang thì nói trên clip thì nó cũng hơi là khó nghe một chút. Đây các bạn thử thấy không? Đây. Đó. Thì cái khúc này này. Thì bây giờ mình sẽ khi mà đập phá ở khúc kia ấy, thì xong bắt đầu là người ta dọn dẹp cái chỗ khúc kia thì mình sẽ cho anh em và phương tiện đi qua cái đường kia. Và tất cả cái chỗ đường này là mình sẽ khóa lại. Và khi khóa lại đây thì bắt đầu là không cho người đi qua lại đây nữa thì bắt đầu mới đục phá chỗ này. Thì các bạn thử hình dung này, nhìn này. Cái cột này này rất là yếu. Nếu như mà đập phá từ đây dồn lại ấy, thì cái chỗ này nó không còn cứng nữa, không còn độ cứng nữa. Thì lập tức cái nguy cơ cái chỗ này này, cái mấy cái cột này nó sẽ sụp xuống và toàn bộ cái khối này nó ập xuống thì rất là nguy hiểm. Nó ập như thế này ấy, thì khi mà nó ập xuống ấy, thì có khả năng là những cái mảng bê tông này nó phi vào cái hàng rào bên kia và nó làm đổ bờ rào bên kia và ảnh hưởng đến nhà xung quanh. Đấy. Chính vì vậy ấy, nên là khi mà tháo đến đây rồi thì cái trụ này là cái khối này nó vẫn còn rất là cứng, vẫn còn rất là ok, nó sẽ làm trụ được cho mình. Thì lúc đó cái xe đập phá nó đứng ở đây và nó cứ tỉa dần dần phía trên kia, nó cứ tỉa như là khúc này này, khúc này nó thành những cái miếng vát như thế này này. Để nó giảm cái độ cao kia xuống, nó giảm độ cao kia thì nó giảm cái trọng lực đè áp lên mấy cái cột này. Đấy. Thì khi mà mình đập phá được nó vát vát kiểu như này rồi ấy thì mình cho nó sập luôn đây. Đấy, thì lúc đó thì bắt đầu mình mới tấn công từ đây tấn công vào. Đó. Như vậy thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một vòng qua cái nhà này đằng phía đằng trước nó như thế nào nhá. Và đây thưa các bạn, đây là phía trước của công trình. Phía trước của cái tòa nhà văn phòng này thì các bạn thấy không, đây là toàn cảnh phía trước mặt tiền. Thì phía mặt tiền nhìn lại thì chúng ta thấy được là công trình đã được phá từ kia phá lại đấy, thì đến đấy mới chỉ là hết một nửa của ngôi nhà thôi. Các bạn thấy không, cột kiếc là đổ tùm lum hết, cột tròn này, cột vuông này, bê tông đổ tùm lum hết. Đấy, nên là cái công trình xây mới ấy, nó rất là dễ, nhưng mà công trình mà đập phá ấy, thì tuy là tưởng là phá là nhanh, phá là gọn, nhưng mà thực sự nếu mà biện pháp mà phá mà không đúng, không chính xác ấy, không phù hợp, không hợp lý ấy, thì nó xảy ra một cái hiện tượng rất là nguy hiểm. Có rất là nhiều cái tai nạn mà xảy ra khi mà đập phá nha các bạn. Bởi vì là thứ nhất là do anh em chủ quan, thứ hai đó là anh em đi không đúng biện pháp và cứ nghĩ là phá là cứ đập phá để cho nó rớt xuống thôi, nhưng mà không phải. Nó rớt như thế nào, nó có rớt an toàn hay không thì cái này là phải có một cái biện pháp hợp lý. Nói vậy chứ một biện pháp hợp lý không phải là ai cũng nhìn được ra đâu. Đôi lúc nhìn ra và đôi lúc không nhìn ra. Đây, cho các bạn xem. Đây là toàn cảnh của cái phía mặt tiền. Đấy, nó đập ngổn ngang, các bạn nhìn thấy không? Thép kìa. Thép sàn ấy, nó còn vẫn còn là những cái vỉ thép sàn nó đan với nhau. Nó không rời ra, bê tông thì vỡ vụn rồi nhưng mà thép thì nó được líu kéo lại với nhau. Đấy. Mặc dù đổ như thế này ấy, các bạn nhìn thấy không, nhưng mà nó vẫn chưa sập. Chứng tỏ là nó vẫn còn rất là ok. Thép bên trong rất là nhiều. Đấy, thì đó là cái những cái tính toán của những anh kỹ sư xây dựng bên thiết kế về kết cấu. Thì các bạn thấy không, nó rất là theo một cái trải dài của cái vấn đề thép. Ví dụ như là thép nó chạy từ đây này, thép sàn nó chạy từ đây này, chạy dọc lên đây, chạy tít sang bên kia. Đấy, cái hệ thống thép bên trong nó rất là ok. Đấy, thì các bạn thấy không, cái vị trí chỗ kia kìa, cái tường đấy là chính là cái hộp gen đấy. Cái hộp đấy là hộp kỹ thuật để mà người ta đặt những cái ống nước bên trong để nó ví dụ thoát nước mái người ta chảy vào đấy, nó đặt vào đấy. Thì những cái hộp gen nó xây bọc gạch như thế là để trong đấy là giấu những cái ống gọi là ống kỹ thuật, ống thoát nước mái hoặc là ống thoát nước nước sàn hay là nước trong khu vệ sinh, hoặc là ống cấp nước nó đưa từ dưới đi lên. Đó. Thì hiện tại mình đang giám sát công trình này. Đấy, thì cũng rất là may mắn là có những cái
cái khoảnh khắc như này để quay cho các bạn xem là cái công trình thực tế là như thế nào. Đấy, nhưng mà người ta nói là công trình ấy thì thường thường khô khan, anh em xây dựng khô khan lắm, nên là tuy khô khan nhưng mà các bạn thấy cũng rất là lãng mạn. Đấy, lãng mạn không, cực kỳ nhiều hoa nhá, một vườn hoa bướm bay tá lả tình đời luôn. Đấy thì anh em trong gọi là trong những câu dân gian ấy, thì anh thường thường hay nói với anh về cuộc sống của anh em xây dựng ấy, là khi mà đất còn hoang vu, đất còn hoang sơ thì anh em ba lô tiến tới. Đấy, khi mà nhà cửa đoàng hoàng đẹp đẽ, hoa nở gọi là đầy sân thì bắt đầu anh em lại cất bước ba lô lên đường. Đấy, có nghĩa là anh em xây dựng chúng tôi ấy thì cứ chỗ nào mà hoang vắng nhất, chỗ nào mà nhiều muỗi nhất, chỗ nào mà bùn đất nhất, chỗ nào mà hoang sơ nhất thì chúng tôi đến. Và sau khi mà chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì công trình đẹp đẽ đi lên và tất cả những tòa nhà lên khang trang và cây cối um tùm hoa hết đẹp đẽ thì chúng tôi lại không được hưởng cái việc về đó, mà chúng tôi lại cất bước lên đường đến một cái những nơi mà sình lầy khác, nhiều muỗi khác, và chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình. Đấy, thì ngày hôm nay thì chia sẻ cho các anh em cái khoảnh khắc mà trong ngày xây dựng của chúng ta. Đấy, xung quanh việc mà công việc thì như thế này, nhưng mà ngoài cái công việc ra thì chúng ta mỗi người có một cái đam mê. Đấy, thì về cái vấn đề đam mê thì chúng ta có những cái để mà giải trí sau những cái giờ làm việc vất vả, ví dụ thì đó là những cái bộ môn cá cảnh. Đấy, thì mình cũng là một cái gu đó. Trong ngoài cái công việc thì mình cũng còn một cái đam mê, đó là đam mê về cá cảnh, thì cũng đã chia sẻ rất là nhiều các clip cho anh em tham khảo, cũng như là anh em mình cùng trao đổi lẫn nhau về kinh nghiệm nuôi cá, và rồi là về những con cá thân yêu của chúng ta. Đấy, rồi là về những cái bể như thế nào. Đấy, hay dở như thế nào thì anh em chúng ta đều chia sẻ với nhau để học hỏi, để cùng đam mê chơi với nhau cho nó thoải mái, giao lưu. Đấy, thì ngoài cái đam mê đó thì còn cuộc sống đời thường nữa. Tại sao mà cái kênh của mình gọi là đam mê và đời thường? Bởi vì mình muốn chia sẻ tất cả với anh em cũng như là với mọi người về những cái lĩnh vực mà chúng ta cùng một điểm chung, đó là điểm đam mê. Và ngoài cái lĩnh vực đam mê thì còn cái khoảnh khắc đời thường nữa, bởi vì khoảnh khắc đời thường là một những cái khoảnh khắc mà nó thực tế nhất, nó chân thật nhất, nó mô tả những cuộc sống đời thường, nên là mình thấy là những cái đời thường nó rất là hay, nên là mình đã đặt cái kênh của mình là đam mê và đời thường. Mình sẽ chia sẻ tất cả những cái lĩnh vực gì mà về lĩnh vực đam mê và tất cả những cái lĩnh vực gì về đời thường cũng trong cuộc sống của mình diễn ra. Đấy, thì ngày hôm nay thì đây là cái clip này mình chia sẻ về cái lĩnh vực đời thường, cái cuộc sống của anh em xây dựng. Thì trong này thì có những rất là nhiều cái công. Thì đây là cái container, là công của tư vấn giám sát, thì bên mình sẽ làm việc bên công này. Còn bên kia thì là công của nhà thầu xây dựng. Và ở giữa đây thì là có một số những cái công kho hàng. Đấy, thì để vào một cái công trình ấy thì tất cả sẽ có một số những cái bản vẽ hoặc biện pháp gọi là bố trí mặt bằng ấy, thì tất cả là đã set up hết tất cả đầy đủ. Như vị trí nào là vị trí cho khu văn phòng làm việc, vị trí nào là vị trí gia công cốt thép cho anh em công nhân làm việc. Đấy, vị trí nào là vị trí khu vệ sinh, thì các bạn thấy không, đằng phía xa kia là một cái xanh xanh, đó là một cái nhà vệ sinh di động. Đấy, thì trong công trình này ấy, thì mình đã kết hợp với mấy anh em nhà thầu ấy, là mình đề xuất là nhà thầu sẽ lắp khoảng 2 nhà vệ sinh. Đấy, thì đây một cái ở trong góc này xanh xanh đó, và một cái ở phần góc kia, nó chia đều dài theo chiều dài công trình để anh em sử dụng cho nó dễ. Thì các bạn nhìn thấy không, ở phía xa xa kia là những cái cột bê tông, thì những cái cột đấy là mình cũng cho tháo hết luôn, tháo bỏ hết luôn, nhưng mà họ chưa có thời gian để tháo cái đó, họ đang làm việc khác. Và tất cả những cái xà bần này thì bắt đầu họ sẽ di chuyển ra khỏi công trình, và toàn bộ những cái thép mà đang ở trong cái kết cấu này, công trình này, thì nhà thầu sẽ đục bỏ và lấy lại thép để bán ve chai các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không, cái cuộc sống của thực tế của anh em xây dựng đây cũng rất là nhiều gian nan và vất vả, cũng rất là nhiều kỷ niệm mỗi anh em làm việc ở một lĩnh vực khác nhau. Đấy, thì đây mình chia sẻ ngày hôm nay là cái lĩnh vực mà cái ngành nghề của mình làm. Đây các bạn thấy không, anh em đang lấy thép bên trong ra này. Đấy, cắt thép và lấy thép bên trong ra. Ok, thì clip này thì chia sẻ ngắn gọn về một số cái hình ảnh mà công việc của mình thôi. Còn về lĩnh vực cá thì đương nhiên là mình sẽ vẫn còn đăng tải cho các anh em nhé. Bởi vì trong ổ cứng của mình rất là nhiều cái clip còn chưa làm được, và mình vẫn để trong ổ cứng. Và đương nhiên là đam mê thì không bao giờ mình lùi bước rồi, chỉ chẳng qua là chỉ hoãn lại một thời gian thôi.
khoảng vài tháng nữa mình sẽ ổn định cái công việc gia đình thì mình sẽ tiếp tục nuôi cá và tiếp tục làm clip cho các bạn xem. Còn clip mà để đăng tải cho anh em thì còn rất là nhiều, và bởi vì mình đang bận một chút nên là mình bây giờ thì clip nó ra chưa liên tục, nên là đương nhiên là mình sẽ cố gắng sẽ đăng tải liên tục cho các bạn xem. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.